Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để underdrop miễn phí nhận được 15 đồng token Flacon Swap nha. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamunderdrop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn nhấp vào đây giúp mình truy cập link website chính và nhận token. Đây, và các bạn có thể nhấp vào đây để nhận token nha. Đó, thì sau nó giao dịch giao diện để đăng ký một tài khoản thì các bạn nhấp vào đây, điền các thông tin của các bạn vào đây nhé. Bạn điền thông tin họ tên này, địa chỉ Gmail này, password này. Bạn hai nhập hai cái password giống nhau nha để xác nhận. Sau đó các bạn nhấp duy trì nút đăng ký này. Sau đó các bạn mở Gmail của các bạn ra nhé để mở cái tài khoản ra. Rồi, các bạn tìm theo số phần bên dưới và mở cái tất cả Gmail hoặc là mục spam nhé, thì nó có sẽ hiện thị ra cái platform swap đây, thì các bạn nhấp vào đây. Và nhất các bạn nhấp Verify Account tức là xác minh tập tài khoản nhé. Đây, bạn thấy đây đã xác minh thành công. Các bạn đang đăng nhập vào này, nhấp và đang đăng nhập luôn. Thì cái thông tin thì các bạn vừa lấy ra điền đấy, cái tài khoản cần đeo và mật khẩu. Các bạn nhấp login vào. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 15 đồng Flacon Swap. Thì các bạn khi mà họ phân phối cái token này thì các bạn mình sẽ thông báo lên trên kênh để các bạn có thể vào rút được nhá. Rồi, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng cần mới nhất từ bên mình cập nhật lên trên kênh trên web hàng ngày nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn 3 lần thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 1% lợi ích giảm giá trọn đời nhé. Bạn có thể nếu chưa có tài khoản giao dịch các sàn khác thì bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh luôn. Rồi, các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh nha. Video cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.